Rồi tới nữa đó là mẹ của Hồ Ngọc Hà, thằng Trấn Thành, tao sẽ tìm cho bằng ra. Tao lôi lên á là khỏi chạy. Mẹ của Hồ Ngọc Hà không phải loại vừa nha quý vị, không phải loại vừa nghe quý vị. Hãy đợi đấy, tôi có đầy đủ hết rồi á, tôi lôi từng em ra một. Trấn Thành, Trường Giang, Cát Phượng, con Trang Khàng, tụi mày đi quyên góp dễ quá ha. Hô lên cái có người bỏ tiền vô, hô lên cái có người bỏ tiền vô. Tụi mày còn hơn là ông bà của người khác nữa. Tụi mày có phước quá. Nhưng mà đến phút này là tụi mày hết phước rồi. Tụi mày gặp tao là tụi mày hết phước rồi.